nhà thì em đang ở miếu mạch nước ở Hóc Môn ha. Thì đây là địa điểm ẩm gà đang hot ở trên TikTok á. Đây thì hôm nay được phủ duyên xuống tới tận chùa ha. Hôm nay là nói chung là 15 âm nên cho nên là bá tánh tới cúng kiến và người ta cũng tới xin nước cũng khá là nhiều ha. Đây thì nước là em thấy là ở trong cái bồn này nè. Đó, trong cái bồn này thì người ta có chắn lại để chống bụi ha. Thì nước nó sẽ chảy ra ở đây. Thì khi mà tới thì mình sẽ lấy cái gáo mình hấn nước. Đây, như vậy nè. Đó, xong rồi người ta sẽ rửa mặt ha. Rửa mặt rồi dòng nước nó sẽ chảy thẳng xuống dưới đây ha. Mưa quá cả nhà ơi, bữa nay đi mà ngay cái lúc đang mưa, mưa lớn nữa. Đây, trên có cái cầu, gió dữ. Đúng rồi, cái ca để lên. Hôm nay chùa cũng khá là đông nha cả nhà. Thì tương truyền là cái nước này là những người nào người ta làm ăn á, buôn bán thì người ta hay xuống đây người ta xin lọc ha, để làm ăn buôn bán thuận lợi ha. Hello chị Mai Quỳnh, hello Ngọc Nữ. Đó, giờ mưa cái mắc kẹt đứng đây luôn, không có lên quay được. Dạ, em cảm ơn. Rồi thì nước ở đây nó đây ha, nước ở đây ra. Dạ, hồi nãy em đi cũng mưa ướt lắm chị, xong rồi đi nắng lắm mà bây giờ hết mưa rồi. Rồi nước nó sẽ chảy xuống đây ha. Cái mấy cái trắng trắng đó là chồng mình nói là mạch nước á, mạch nước nó lên á. Đây à, mưa quá. Đi lên, đi lên, đi lên. Thì ở trong chùa, trong sảnh chính thì có Thủy Long Nương Nương ha. Chà, quá trời rồi, bữa nay đông quá trời. Ở trong chánh điện thì có Thủy Long Nương Nương ha cả nhà. Sơ cho cả nhà xem ha. Chánh điện là Thủy Long Nương Nương, hai bên là có cậu Tài với lại cậu Quý ha. Nói chung là buổi trưa mà bá tánh nhân về đây cúng kiến cũng thấy nhiều quá trời. Bao nhiêu người người ta đang đục mưa ha. Đây, thấy có cái thần ngựa này nè. Không biết kêu bằng gì, không thấy để tên. Nãy thấy người ta lại, người ta lắc chuông với lại người ta vuốt ong xin lọc nhiều lắm. Mà bây giờ mưa quá không có ra được, quá trời người luôn. Thì cả nhà có dịp mình viếng chùa thử ha. Nói chung là ngôi chùa này nghe nói là cũng hot ở trên TikTok á, cho nên là bữa nay hai chồng cũng lặn lội xuống tới tận nơi đây, cách chỗ mình ở tới 25 km. Vừa đi tới đây cúng xong, xin nước xin lọc xong thì mưa lớn quá trời. Cái hồ ngoài đó đó toàn là người ta phóng xanh cá trê, không con cá trê mà người ta phóng xanh lúc nó nhỏ xíu mà con cá nó bự và bá luôn. Tính quay cho mọi người xem mà giờ mưa quá. Miếu mạch nước Hóc Môn.
Thôi bye bye, bye bye. Bùi Thị Lùng. Số 13 Bùi Thị Lùng Hóc Môn nha cả nhà. Thôi bye bye cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của em.